Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, trên một cái trường quay ở tại Santa Fe, thưa quý vị, đang quay cái bộ phim gọi là Rusk. Đây là cái sản phẩm của công ty của diễn viên gạo cội Alec Baldwin. Ông này tự sản xuất và tự đóng chính luôn. Đã xảy ra một cái tai nạn mà thay vì đó, sử dụng đạo cụ là một cây súng giả. Nhưng mà bây giờ không hiểu cái lý do vì sao mà ai có thể là tai nạn, nhưng mà cũng bây giờ chưa biết được là có ai cố ý thay những cái viên đạn giả để thành đạn thật mà bắn bị thương người đạo diễn chính, đúng là đạo diễn chính của bộ phim và cái cô quay phim hả? Dạ vâng, cái cô quay phim cho đoàn phim cũng bị thiệt mạng luôn thưa quý vị. Thì đây là hai nạn nhân, người đạo diễn là ông Joel Souza, 48 tuổi. Còn cô Director of Photography đó là Helena Hutchins, 42 tuổi. Thì như quý vị thấy đó, bây giờ tất cả những cái báo chí họ mới tìm hiểu là cái đạo cụ mà những cái đoàn phim như thế này họ sử dụng đó, nó làm sao mà lại gây ra chết người. Thì thật sự những cái loại đạo cụ mà được Hollywood họ sử dụng đó là từ cách đây mấy chục năm rồi thưa quý vị. Đây là họ đưa ra cái hình ảnh để cho quý vị thấy cái sự khác biệt giữa đạn thật với lại đạn giả như thế nào. Thì cái những cây súng mà đạo cụ của Hollywood đó, tất nhiên là sẽ không có cái phần đầu đạn này. Và cái sự khác biệt là các chuyên gia họ nói thay vì bên trong đó, cái đạn thật là chỉ có chứa cái gun powder đó thưa quý vị, còn thuốc súng. Dạ thuốc súng, đúng rồi, còn đạn giả đó thì bên trong chỉ rất ít thuốc súng để mà nó có ra được cái khói và cái tiếng nổ thật. Wow. Nhưng mà ở nguyên khúc trên đó là họ nhồi chẳng hạn như bông gòn hoặc là giấy hay tức là cũng wax. Là nguyên sức đạn thật. Dạ vâng, đúng nhưng rồi mà nó không có sức công phá như là đạn mà giết người. Dạ vâng, đúng rồi. Wow. Cái đạn thật đó, nguyên cái khúc này là ở trong chứa thuốc súng, còn đạn giả thì chỉ có khoảng ít như đây thôi, còn từ trên trở lên đó là chứa một là bông gòn hay là wax hay là giấy thưa quý vị. Nhưng mà bởi vì cần phải có thuốc súng để cho khi mà bắn ra nó nghe cái tiếng nổ một cái đoàn và nó lóe cái lửa lên thì nhìn nó mới thật. Thì đó là như vậy. Nhưng mà các chuyên gia đó thì họ nói rằng mặc dù nghe là cái đạn giả này nó tưởng là an toàn nhưng mà không, từ trước đến giờ đó, từ thập niên 50 cho đến giờ thì ngành điện ảnh Hollywood cứ đã có khoảng chừng 4 năm cái vụ thiệt mạng như thế này là bởi vì một số diễn viên họ nghĩ là cây súng này nó an toàn, không có bắn cái gì ra cả, thực sự nó có bắn ra thưa quý vị. Thì chẳng hạn và có một số đoàn phim đó họ thay đổi cái đạn giả này mà họ không có báo cho người diễn viên là họ nhồi thêm thuốc súng để mà tạo ra cái hiệu ứng nó thật hơn nữa. Và một khi mà cái thuốc súng mà bị nhồi nhiều hơn đó thì cái nguy cơ nó tăng cao hơn thưa quý vị. Thì tính đến sáng ngày hôm nay đó, thứ nhất văn phòng cảnh sát trưởng ở tại Santa Fe cho biết là họ đã lấy lời khai của ông Alec Baldwin. Chưa có ai bị truy tố trong cái chuyện này cả. Và cái cô Director of Photography Hutchins á, bị thương nặng nhất, cổ đã được trực thăng chở đến bệnh viện gần nhất để mà chữa trị nhưng mà không có qua khỏi, cô chết trong bệnh viện. Còn ông đạo diễn đó thì vẫn đang tiếp nhận chữa trị và phía văn phòng cảnh sát trưởng cũng như đoàn phim không cho biết là thương tích của ông như thế nào. Và bây giờ đó, cái chuyện mà vừa xảy ra đó thì rất nhiều những cái người làm trong cái ngành điện ảnh này họ tiếp tục đặt câu hỏi là đã có rất nhiều những cái tổ chức họ kiến nghị là nên dừng cái việc sử dụng đạn giả từ lâu lắm rồi, bởi vì hiện nay cái công nghệ của Hollywood đó thưa quý vị, những cái
Cái effect mà làm ra tiếng súng nổ đùng đoàn hay là những cái tóe lửa đó thì đều có thể là dùng computer để mà tạo ra hết rồi. Thì các chuyên gia họ không họ nghĩ là tại sao vẫn cứ tiếp tục sử dụng những cái loại đạn giả như thế này. Nhưng mà khó lắm Thảo Yên và thưa quý các thính giả, bởi vì chúng tôi theo dõi đó, mặc dầu mình sử dụng CGI đó, tức là kỹ xảo điện toán để chế ra, nhưng mà khi mà cái ống kính và ánh sáng nó chiếu vào đó thì cái khói thật đó nó xen kẽ vào với cái không gian trong cái phòng lúc đó đó, nó hoàn toàn khác, nó trông rất là đẹp. Nó khổ như vậy. Và thậm chí những cái cây súng chúng tôi thấy rõ ràng có nhiều người họ phải sử dụng những cây súng thật đó. Cây súng thật đó, cái phản chiếu nó khác với cái cây súng giả rất là xa. Mặc dù ngày nay chúng ta thấy Trung Quốc đã bắt chước rất là hay, nhưng mà rồi đó nhìn, bởi vì khi mà ống kính nó quay vào nó hoàn toàn nó khác. Pha máu này nọ thì mình thấy giả thì cái màu nó khác, nhưng mà riêng với ống cái cây súng thật khi mà cầm lên rồi chiếu vào cái cây súng, quý vị thấy họ phải sử dụng những cái cây súng thật nó như thế nào để cái phản chiếu của ánh sáng. Chính vì vậy mà rất là khó, và nhiều người đạo diễn khó tính đó, họ không đồng ý với cái việc mà tự nhiên cái cảnh đó cần phải có cái khói, mà ngay cả cái người hút thuốc nữa đâu thể nào hút thuốc giả được phải không ạ? Thế hút thuốc giả cái khói nó hoàn toàn nó khác, cái khói là cái khó để mà tạo ra được. Thỉnh thoảng xa xa trong các phim chiến tranh đó, xa xa mình thấy ở hình xa làm cho mờ mắt thì được, còn những cái cận cảnh rất là khó làm. Và cũng cập nhật luôn cái bản tin về laundry sau khi chiều ngày hôm qua đó, cơ quan FBI đã chính thức thông báo như thế nào rồi? Vâng, thưa quý vị, như ngày hôm qua thì quý vị cũng nghe nói là một cái bộ xương đã được tìm thấy. Thì bây giờ đó, văn phòng FBI chiều hôm qua ở Denver, họ đã đưa ra một cái tuyên bố xác nhận là thông qua cái dental record, là cái dữ liệu về răng đó, của cái bộ xương đó, thì họ đã chứng thực được đó chính là Ryan Laundry, thưa quý vị. Và những cái mảnh quần áo mà còn sót lại ở trên cái bộ xương thì cũng được cha mẹ của anh này là ông Chris và Roberta xác nhận đó là quần áo mà Laundry đã mặc. Tuy nhiên bây giờ đó, coi như là anh này anh chết rồi thưa quý vị, nhưng mà dư luận cũng như là những người mà chuyên gia ở trong ngành pháp luật đó, họ không có chấp nhận, bởi vì họ nói rằng hai cái người mà cha mẹ của Brian, ông Chris và bà Roberta này đó, không có thể nào mà bị bỏ qua dễ dàng như vậy được. Bởi vì dư luận họ cũng nói rằng hai người này chắc chắn là biết và đã cố tình giúp con trai mình đào tẩu. Vậy thì cần phải truy tố hai người này tội đồng phạm mới đúng. Bởi vì đến bây giờ chưa nghe nói cơ quan FBI có điều tra hai người này về cái tội là che giấu hay là giúp đỡ cho nghi phạm đào tẩu hay không. Bởi vì thứ nhất, các chuyên gia họ nhận xét như thế này. Tất cả những cái hành động của hai ông bà này đó đều là những cái bước đi có tính toán hết rồi. Đặc biệt là cái việc mà họ cố tình cùng lực lượng cảnh sát công khai đi tìm con đó, rõ ràng là đã được luật sư tư vấn và chỉ nhằm cái mục đích là có lợi cho hai người này. Từ trước đến giờ hai người này họ vẫn nói rằng họ không biết về cái kế hoạch trốn đi của Brian, cho nên họ bây giờ họ giả vờ là họ đi tìm. Và thứ nhì nữa đó là một số tờ báo họ phát hiện được là hai người này từng tiếp xúc nói chuyện với công tố viên, nhưng mà tất nhiên những cái buổi nói chuyện đó là bây giờ không ai biết được là họ nói cái gì. Thì có một số những cái nghi ngờ đưa ra đó là phải chăng hai người này đã kết được a deal, nghĩa là đã được thỏa thuận với phía công tố viên đó thưa quý vị, nghĩa là chỉ ra hoặc là hợp tác với FBI bằng cách nào đó tìm được anh này nếu ảnh còn sống, còn nếu không phải tìm được xác để mà nhanh chóng giải quyết cái vụ án này, thì có thể hai người này không bị truy tố. Đó là những cái giả thuyết mà rất nhiều người bây giờ họ nghi ngờ, bởi vì những cái cuộc gặp mặt như thế, nhưng mà phía luật sư đại diện cho hai ông bà này đó thì khăng khăng nói rằng không có cái deal nào được đưa ra cả, và hai người này họ không có biết cho nên là họ mới đi tìm con trai của họ. Tuy nhiên bây giờ đó, các chuyên gia họ nói rằng cái chuyện mà anh này ảnh chết là coi như xong, nhưng mà cần phải điều tra xem hai người này có thực sự là biết cái kế hoạch bỏ trốn của con rồi giúp cho con mà không nói với cơ quan FBI, và sau đó
giả vờ cố tình đi tìm chung để mà nhằm thoát cái tội là đồng phạm hay không thì cần phải minh bạch cái chuyện đó. Và nếu như thật sự chứng thực là hai người này che giấu những cái thứ gì đó thì cần phải truy tố để mà mang công lý về cho gia đình của Petito. Theo chúng tôi suy nghĩ thì cái chết của Brian Laundrie một phần cũng do chính bố mẹ của anh tạo ra. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý ngay sau quảng cáo.